Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Bảy ngày 15 tháng 6 với những nội dung đáng chú ý sau. Rực rỡ chương trình áo dài phố biển chào mừng liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024. Lễ hội Yến Sao năm 2024, mùng 10 tháng 5 âm lịch tại đảo Yến Hòn Nội. Khánh Sơn tích cực kêu gọi đầu tư với mục tiêu trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng. Mở đầu chương trình là các hoạt động trong chuỗi sự kiện Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình áo dài phố biển Nha Trang. Về phía tỉnh Khánh Hòa có các ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan và nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam. Tại chương trình, hơn 1.500 phụ nữ là lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, quân nhân, lực lượng công an, đội ngũ y bác sĩ, giáo viên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh đã trình diễn áo dài tại sân khấu chính quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang và diễu hành trên xích lô dọc theo tuyến đường biển Trần Phú, giới thiệu vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam. Chương trình góp phần biểu dương các tầng lớp phụ nữ Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực, tôn vinh vẻ đẹp chiếc áo dài Việt Nam, đồng thời đem đến cho người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm độc đáo khi đến với mùa lễ hội biển của Nha Trang Khánh Hòa. Được biết, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sự kiện diễu hành tôn vinh áo dài di sản văn hóa Việt Nam và đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận, xác lập kỷ lục Việt Nam sự kiện diễu hành có số lượng phụ nữ mặc áo dài tham gia đông nhất nhằm tôn vinh áo dài di sản văn hóa Việt Nam với hơn 6.000 người tham gia. Lễ hội ẩm thực Yến Sao Khánh Hòa năm 2024 được Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sao Khánh Hòa tổ chức tại quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang trong chiều qua. Các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự. Tham gia lễ hội năm nay có 22 đội dự thi. Trong 90 phút, mỗi đội thi gồm 3 thành viên, chế biến 2 món ăn, một món mặn và một món ngọt dành cho 4 người. Kinh phí nguyên liệu được cấp là 1,5 triệu đồng và 20 gram yến xào tinh chế đảo Yến Thiên Nhiên Khánh Hòa. Các đội đã mang đến những món ngon độc đáo, sáng tạo, dựa trên nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội thi với tổng giá trị lên đến gần 300 triệu đồng. Trong đó, một giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng được trao cho đội thi đến từ chi nhánh Công ty Yến Sao Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi nhằm quảng bá tôn vinh tinh hoa ẩm thực Yến Sao Khánh Hòa với người dân, du khách trong và ngoài nước. Dịp này, công ty đã trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa và xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, 10 TV thông minh cho trường tiểu học Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa và 60 học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh và xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Nằm trong chuỗi sự kiện Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024, tối qua, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa tổ chức lễ hội đường phố, diễu hành carnival ánh sáng, quảng bá du lịch Khánh Hòa. Hàng ngàn người dân và du khách tại thành phố biển Nha Trang đã hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ hội. Hơn 40 xe hoa được trang trí rực rỡ sắc màu và ánh sáng đã diễu hành qua các trục đường trung tâm thành phố Nha Trang như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Tùng, Tháp Bà. Mỗi xe hoa mang một thiết kế khác nhau, tạo ấn tượng, dấu ấn riêng nhằm giới thiệu, tôn vinh những sản vật và vẻ đẹp của vịnh biển Nha Trang cũng như quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Kết thúc buổi diễu hành, người dân và du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh lưu niệm với các xe hoa và vũ công hóa trang. Tất cả đã mang đến những trải nghiệm và ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách. Cũng vào tối qua, tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang đã diễn ra chương trình biểu diễn bartender. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần đa dạng các sản phẩm vui chơi giải trí trong chương trình Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024. Tại buổi biểu diễn, người dân và du khách được thưởng thức những màn biểu diễn bartender chuyên nghiệp và độc đáo, kết hợp với âm nhạc điện tử EDM. Sự uyển chuyển nhịp nhàng độc đáo lôi cuốn trong phong cách trình diễn của các bartender chuyên nghiệp đã đem lại nhiều hứng thú cho người xem. Các tiết mục trình diễn giao lưu bartender được thực hiện từ các thành viên thuộc chi hội S&B Khánh Hòa. Đây cũng là dịp để các bartender có cơ hội giao lưu với người dân thành phố Nha Trang và du khách, cũng như nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Sáng nay tại Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà khách Công an tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại, Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an dự lễ. Công trình nhà khách Công an tỉnh Khánh Hòa tại số 78 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Công trình được thiết kế xây dựng với 18 tầng nổi, 1 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng hơn 18.500 m2, có tổng mức đầu tư hơn 368 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hòa (KH) là đơn vị thi công. Nhà khách Công an tỉnh Khánh Hòa có quy mô 450 giường, đạt tiêu chuẩn tương đương 4 sao. Đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng, điều dưỡng, nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, Công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa khi đến làm việc công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025. Sáng cùng ngày, tại tượng đài hữu nghị Việt-Nga, thành phố Cam Ranh, đoàn chính quyền thành phố Saint Petersburg, Cộng hòa Liên bang Nga phối hợp với Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đã thành kính mặc niệm, đặt vòng hoa tươi thắm và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ của hai quốc gia đã cống hiến cuộc đời mình vì nền hòa bình của thế giới, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tượng đài hữu nghị Việt-Nga tại thành phố Cam Ranh được xây dựng vào năm 2008 và khánh thành năm 2009. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, là địa chỉ để những người bạn Nga, các tổ chức cá nhân của Việt Nam đến để tưởng nhớ tri ân về những quân nhân Liên Xô, Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực. Nhằm tôn vinh và tri ân Thủy Tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối ngành nghề yến sào, sáng nay 15 tháng 6, tức mùng 10 tháng 5 âm lịch, tại Đảo Yến Hậu Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa đã tổ chức lễ hội yến sào năm 2024. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của nghề khai thác yến sào, dân hương tưởng nhớ công đức của Thủy Tổ, Đề đốc Lê Văn Đạt và đảo chủ Thánh Mẫu Lê Thụy Huyền Trâm. Vào năm 1328, Đề đốc nhà Trần là Lê Văn Đạt đã phát hiện ra các đảo yến ở vùng biển Phủ Bình Khang, tỉnh Khánh Hòa ngày nay, mở ra nghề khai thác yến sào ở nơi này và được suy tôn là thủy tổ của nghề. Sau đó, hậu duệ của Đề đốc Lê Văn Đạt là An Phủ Sứ Lê Văn Quang và con gái là bà Lê Thị Huyền Trâm đã có công lớn về bảo vệ phát triển tài nguyên yến sào trong vùng. Ngày 10 tháng 5 năm Kỷ Sửu, năm 1793, Đại đô đốc Lê Thụy Huyền Trâm cùng nhiều tướng sĩ thủy quân Tây Sơn đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lãnh hải và các đảo yến. Từ đó, bà được nhân dân suy tôn là đảo chủ Thánh Mẫu, được thờ tại đền trên đảo Yến Hòn Nội. Nhân dịp này, Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu ngành nghề Yến Sào Khánh Hòa năm 2024, tặng quà lưu niệm cho đại diện chi tộc họ Lê thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Phước Hải, thành phố Nha Trang. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng, có các giải pháp phù hợp hiệu quả, nâng hạng chỉ số phát triển du lịch cũng như thu hút khách du lịch quốc tế. Theo báo cáo, chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, nhiều nước Đông Nam Á bị tụt hạng, trong đó Việt Nam giảm 3 bậc so với năm 2021. Theo khung đánh giá mới, bên cạnh Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực vốn có ưu thế về thu hút khách du lịch quốc tế cũng bị tụt hạng như Thái Lan giảm 12 bậc, Singapore giảm 4 bậc, Malaysia giảm 2 bậc, Campuchia giảm 1 bậc. Hai nước Indonesia, Lào giữ nguyên hạng, còn Philippines tăng 1 bậc. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ cơ quan liên quan, nghiên cứu rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng, có các giải pháp phù hợp, hiệu quả nâng cao hạng chỉ số phát triển du lịch cũng như thu hút khách du lịch quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 509 ngày 13 tháng 6 2024 phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới. Đến năm 2030, du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Mục tiêu cụ thể năm 2025 phấn đấu đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% một năm. Đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% một năm. Đón 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 đến 5% một năm. Phấn đấu năm 2025, tổng doanh thu toàn ngành du lịch đóng góp trực tiếp 8-9% trong GDP chung của cả nước. Đến năm 2030, đóng góp trực tiếp từ 13-14% trong GDP. Về định hướng phát triển sản phẩm, theo quy hoạch, sẽ khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển đảo để phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực về nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển và du lịch tàu biển. Phát huy giá trị văn hóa vùng miền làm nền tảng xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với di sản lễ hội, tham quan và tìm hiểu lối sống ẩm thực, chú trọng gắn kết du lịch với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế ban đêm. Cùng với đó, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái dựa trên lợi thế về tài nguyên tự nhiên, đặc biệt là tại các khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và khu bảo tồn biển. Cũng theo quy hoạch, sẽ xây dựng tiêu chuẩn và thực hiện chuẩn hóa nhân lực du lịch, công bố và thực hiện chuẩn trường để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng du lịch, từng bước hội nhập tiêu chuẩn nghề trong khu vực. Các bạn từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, trong đó có nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện miền núi Khánh Sơn đã và đang đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang nỗ lực kêu gọi thu hút đầu tư các dự án thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như du lịch, bất động sản, dịch vụ thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển huyện Khánh Sơn trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Đây là dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Tô Hạp đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cùng với dự án này, năm 2024, huyện Khánh Sơn còn đầu tư nhiều công trình để hoàn thiện cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng mức đầu tư 69 tỷ đồng. Rất thuận tiện trong vấn đề giao lưu, phát triển hàng hóa cũng như là phát triển nông nghiệp. Thì đấy là một cái bước đệm rất là tốt để thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo và trong cái thời gian tới để là phát triển là huyện khá, tiến tới là không còn huyện nghèo. Các công trình dự án trọng điểm đã và đang được huyện triển khai sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết nối giữa các vùng sản xuất, bảo đảm sự phù hợp về quy hoạch, kết nối hài hòa giữa đường tỉnh, đường huyện và đường xã, giúp giao thông thuận tiện, vận chuyển nông sản được thuận lợi và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh. Giải pháp đối với các công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện là chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao cái chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch để phục vụ cho cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và hoàn thành cái quy hoạch vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Cái này là trong năm 2024 thì chúng tôi mới sẽ quyết tâm hoàn thành. Để phát triển Khánh Sơn trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ngoài nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh, địa phương đang nỗ lực kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách để xây dựng Khánh Sơn trở thành vùng du lịch sinh thái với những giá trị văn hóa đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, lồng ghép không gian sinh thái nông lâm nghiệp, định hướng phát triển theo mô hình tiểu vùng sinh thái rừng trên cơ sở hình thành các đô thị có mật độ cây xanh, sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, kiến tạo các vành đai xanh, hạ tầng xanh nhằm từng bước đưa Khánh Sơn trở thành điểm đến độc đáo của tỉnh. Tập thể ban lãnh đạo từ huyện cho đến các xã thị trấn và cái sự đồng thuận của người dân khi tham gia vào các cái chương trình, đánh giá là các đồng chí năng nổ, nhiệt tình và triển khai bước đầu có hiệu quả các cái chương trình. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho các cái chương trình mục tiêu quốc gia mà được triển khai một cách đồng bộ và có cái số lượng giải ngân tốt, tôi đề nghị là lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban là các đồng chí tiếp tục bám sát vào các cái chủ đề tài để chúng ta triển khai. Trong giai đoạn 2021-2025, Khánh Sơn có 17 dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách. Cụ thể, lĩnh vực du lịch có các dự án như khu du lịch sinh thái Tà Gụ, khu du lịch Đồi Thông cùng ở xã Sơn Hiệp, khu du lịch Suối Giá, xã Ba Cụm Bắc, trekking Tài Giang, xã Thành Sơn, khu du lịch Đồi Thông, xã Ba Cụm Nam. Lĩnh vực bất động sản có các dự án như khu đô thị sinh thái Tô Hạp Central Park, khu đô thị sinh thái Bắc thị trấn Tô Hạp, đường Đinh Tiên Hoàng, khu đô thị sinh thái Bắc Sơn Trung. Ngoài ra còn có hơn 115 hecta được địa phương quy hoạch để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, chế biến nông sản, thương mại và dịch vụ. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Sáng nay tại Nha Trang, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quốc tế Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS Nha Trang tổ chức sân chơi V-Champion Rung Chuông Vàng dành cho thiếu nhi khối tiểu học, trung học cơ sở lần thứ nhất năm 2024. Hội thi diễn ra từ ngày 2 tháng 5 với nội dung thi kiến thức tiếng Anh, bao gồm các câu hỏi từ vựng, ngữ pháp, từ kiến thức cơ bản đến kiến thức mở rộng về khoa học, xã hội, văn hóa Việt Nam và thế giới. Sau hơn một tháng diễn ra 2 vòng sơ loại theo hình thức thi trực tuyến, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Nha Trang với hơn 3.000 thí sinh tham gia thi. Kết thúc 2 vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 222 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vào vòng chung kết. Thông qua hội thi, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, môi trường học tập rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh cho các bạn thiếu niên và nhi đồng. Chương trình cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, trang bị kiến thức kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Sáng cùng ngày, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với Ban Chỉ đạo Hè phường Vĩnh Nguyên tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và giảm thải rác thải nhựa cho hơn 100 học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các em đã được tìm hiểu nhận diện dòng chảy xa bờ, dòng rip, nguyên nhân đuối nước, cách cứu hộ cơ bản, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước tại chỗ. Theo kế hoạch, trong dịp hè năm nay, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang sẽ phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương trên địa bàn thành phố tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu. Tính từ đầu hè đến nay, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với các xã, phường tập huấn tại 9 đơn vị địa phương với số lượng hơn 1.600 người. Qua đây, nhằm truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, phụ huynh và học sinh về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, giáo dục kiến thức, kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước và học bơi an toàn. Bên cạnh phòng chống đuối nước, buổi tập huấn còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến người dân về các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Tin thể thao, sáng nay trên sân câu lạc bộ quần vợt 20 tháng 8 Nha Trang, diễn đàn tennis Hoài Khương Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức giải quần vợt Hoài Khương mở rộng lần thứ 2, tranh cúp giống thủy sản nam thành lợi.vn. Giải đấu thu hút hơn 380 vận động viên nam nữ đến từ các câu lạc bộ thuộc các đơn vị doanh nghiệp, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai. Tại giải, các vận động viên thi đấu 5 nội dung gồm đôi nam nữ, chia làm các cấp độ theo trình điểm từ 1.250 đến 1.450 điểm, thể thức đấu play-off, qua đó cạnh tranh các bộ huy chương. Giải nhằm tạo sân chơi điều kiện cho các vận động viên câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn giao lưu, trao dồi kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu, qua đó thúc đẩy phong trào quần vợt tỉnh Khánh Hòa kết nối với các diễn đàn quần vợt trên toàn quốc. Giải kết thúc vào chiều mai, 16 tháng 6. Sáng nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Nha Trang đã tổ chức giải cờ vua nhóm tuổi các câu lạc bộ thành phố Nha Trang mở rộng hè năm 2024. Tham gia giải có gần 400 vận động viên nam nữ đến từ 12 đơn vị câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các đơn vị khách mời đến từ thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải, các kỳ thủ được chia làm 8 nhóm tuổi thi đấu U6, U7, U8, U9, U11, U13, U15 và nhóm mở rộng. Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván, tính điểm cá nhân để tranh 58 bộ huy chương cá nhân nam nữ và đồng đội. Giải đấu là sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ lành mạnh, thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu môn cờ vua trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đây cũng là dịp để các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn thành phố và các đơn vị bạn cùng giao lưu thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, kịp thời phát hiện những vận động viên có năng khiếu lứa tuổi thiếu niên nhi đồng để bồi dưỡng chuẩn bị tham gia các giải đấu khu vực và quốc gia. Giải sẽ bế mạc và trao giải vào ngày mai, ngày 16 tháng 6. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.